Chào các bạn tin nhanh 24/7. Yamaha R15 CB208 bất ngờ xuất hiện mất tiêu cặp cuộc upside down. Yamaha R15 208 phiên bản CB208 hay còn được gọi là Yamaha R15 CB208, cái dòng sport bike ở hạng 155cc của nhà Yamaha. Và cái dòng xe này bất ngờ xuất hiện cái màu xanh đen. Tuy nhiên trên cái mẫu xe này lại vắng bóng đi cặp phục upside down, một trong những đặc điểm nổi bật của cái dòng xe này. Như mọi người cũng biết, cái chiếc Yamaha R15 V3.0 là mẫu xe hoàn toàn mới ở hạng 155cc của nhà Yamaha, áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại như đèn pha LED, đồng hồ full LCD, đèn hậu LED, thiết kế mâm kiểu mới, kiểu dáng cái đồng học, đi kèm với đó là công nghệ VVA trên cái nền SoC lần đầu tiên được áp dụng trên có động cơ còn tài máy đứng, nhằm tăng dung tích lên 155cc, áp dụng công nghệ LiPLUS. Tuy nhiên cái phiên bản này vốn có của nó có thêm cặp phục upside down ở phía trước, nhưng với phiên bản tem mới nhất CB208 chuẩn bị ra mắt ở dưỡng độ thì lại vắng bóng đi cặp phục upside down, thay vào đó là cặp phục thường từ R3. Tất cả các chi tiết khác trên cái dòng R5 đều được giữ nguyên, ngoại trừ cặp phục upside down trước đó đã được thay mới bằng phục ống lồng bình thường. Và phiên bản CB trên cái dòng xe này chính là phiên bản CB208 với cái màu xanh đen, phục trước dạng ống lồng bình thường của cái dòng R3. Điều đây có phải là động thái xả hàng của nhà Yamaha hay không, khi R5 hay còn gọi là R3 trong thời gian sắp tới cũng được nâng cấp lên cặp phục upside down ở phía trước. Cảm ơn bạn dõi này lần tiếp, nhớ like, share, subscribe.